Xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 25 tháng 8 và đánh giá nhận định thị trường ngày 26 tháng 8 năm 2021. Hôm nay là ngày hồi phục đầu tiên sau chuỗi những ngày giảm điểm gần đây đối với VN Index và VN30 là ngày hồi phục số 2 với khối lượng thấp. Thì cái kịch bản nào sẽ diễn ra trên thị trường và chúng ta sẽ đánh giá các kịch bản đó như thế nào và cái hướng ứng phó ra sao? Tiếp theo là các cái dòng cổ phiếu mạnh hiện nay, chúng ta sẽ đánh giá các cái dòng nào vẫn là trụ tốt lại và dòng nào có cái khả năng tích lũy được để cho cái nhịp chạy sắp tới, và chúng ta khi nào sẽ quay lại thị trường và cái kịch bản để quay lại thị trường là gì. Và như thường lệ thì mình đều có một cái file Excel phân tích chạy ra hàng ngày từ Ami Broker thì mình sẽ gửi tặng anh chị, thì anh chị có thể tham gia vào cái nhóm Zalo ở phía dưới đường link anh chị nhé. Mình có cái đường link ở nhóm Zalo thì anh chị tham gia vào đấy thì đặt những cái câu hỏi, có những cái thảo luận về kinh nghiệm đầu tư chứng khoán này, các cái câu hỏi về phân tích cổ phiếu, về tư vấn danh mục, đấy là cái group miễn phí. Ngoài ra anh chị có thể download các cái file Excel mà mình có phân tích trên kênh anh chị nhé. Thì đầu tiên là đi vào phân tích thị trường chung, thì các anh chị thấy VN Index hôm nay là ở mức 1.309,55 điểm, là tăng 0,8% so với ngày hôm qua, và các anh chị thấy ở đây là cái khối lượng rất là thấp anh chị nhé, khối lượng rất là thấp. VN30 thì là ngày hồi phục số 2 nhé. VN Index thì nó là ngày số 1 hôm qua, là ngày mà chúng ta đã tạm thời gọi là tìm thấy một cái đáy ngắn hạn anh chị nhé. Chúng ta chỉ có thể biết là đáy khi đã qua thôi nhé. Thì ít nhất là trong thời điểm, trong vòng khoảng một tuần trở lại đây thì ngày hôm qua đã là ngày đáy rồi, nay là ngày số 2. Thì VN50 nó là ngày số 3 nhé, đây là ngày số 1 này, đây số 2, nay là ngày số 2 nhé. HNX Index thì là ngày số 1, và VN Index cũng là ngày số 1 anh chị nhé, với khối lượng rất là thấp, đều rất là thấp này. Nhìn đây thấy rất là thấp. VN30 thì tăng là 0,7 điểm, và với cái mức điểm số như thế này, cái khối lượng như thế này thì chúng ta đánh giá ra sao với giai đoạn hiện nay? Bản chất là các anh chị thấy là sau một cái đợt rũ như thế này, cái lực bán ra rất là mạnh, thì bắt đầu từ cái phiên ngày hôm qua là có bán ra và có kéo lên ở cuối phiên ở ngưỡng gọi là mấp mé ngày hôm qua, là điều tăng giảm của 0% so với cái phiên hôm trước nữa thôi. Thì ngày hôm qua nó là cái phiên gần như chặn được cái đà bán tháo ngắn hạn, và phiên hôm nay là cái phiên có cái lực mua vào rất là nhẹ. Thì đối với phiên này thì nếu nói về đánh giá về chỉ số index thì ở đây phiên này chưa nói lên điều gì nha anh chị nhé, chưa nói lên điều gì. Bản chất là chúng ta cũng nhìn thấy là bao giờ trong một cái xu hướng rơi ấy, thì sẽ có những cái phiên hãm lại hồi lại. Các anh chị thấy đây là những cái phiên hồi lại này, đây là những cái phiên hồi lại này, đây phiên hồi lại đúng không, đây là hai cái phiên hồi lại khối lượng rất là thấp, xong nó test lại. Bản chất đây là một phiên test lại nhưng mà test thủng nhé, nhưng đồng thời nó là phiên đáy luôn. Đấy thì như thế này thì chưa nói đến điều gì nhé, cái việc mà chúng ta quay vào thị trường ngay và luôn thì nó là sớm đối với thị trường, bởi vì nhìn đây thì chúng ta vẫn thấy là nó vẫn là một cái xu hướng rơi. Nó rơi đến bao giờ thì chúng ta không biết, nhưng mà với cái diễn biến ở đây thì mình không đi phán đoán anh chị nhé. Rất nhiều người đặt niềm tin ở thị trường bởi vì là các cái về kinh tế xã hội với các cái đặc thù của những cái sóng gần đây từ tháng 4 năm 2020 cũng làm cho mọi người có một cái thói quen, có một cái suy nghĩ rằng là thị trường nó sẽ lên và nó không thể rơi được. Điều đó cũng là một sai lầm. Bản thân chúng ta đặt niềm tin thái quá vào thị trường như vậy thì cũng rất là rủi ro nhé. Ở đây thì mình rất giữ quan điểm rất là trung lập, mình cũng sẽ không đi phán đoán tương lai quá nhiều, mình chỉ dựa vào các cái dữ liệu hiện tại để đưa ra các cái kịch bản. Và với cái diễn biến như thế này thì trong lịch sử chúng ta thấy là những cái phiên kéo lại như thế này thì đều là những cái phiên yếu và thị trường vẫn có nguy cơ rơi tiếp nha, vẫn có nguy cơ rơi tiếp. Chúng ta chưa thể xác định được nha. Đây, nếu coi đây là đáy thì là chưa thể xác định được. Lát chúng ta sẽ đi phân tích các cổ phiếu để thấy hiện nay nó ra sao, nhưng mà ở đây này, để mà chúng ta tham gia lại anh chị nhé, thì nó sẽ vẫn có hai cái kịch bản mà chúng ta có thể tham gia lại được. Một là cái kịch bản là chúng ta vẫn phải chờ cái ngày mà bùng nổ theo đà. Tại sao nói bùng nổ theo đà? Bởi vì các anh chị thấy khi nó thủng MA20, đây nhìn bên này đi, mình sẽ viết lại. Bản chất đây vẫn là một trend rơi nhé, một chúng ta phải chờ bùng nổ theo đà.
hoặc là mua lại hoặc là vượt lại MA 20 khối lượng tốt gì nhá. Cái thứ hai á, sớm nhất thì là anh chị nên chờ nó test lại. Đây là gì, tại sao thế? Bởi vì các anh chị thấy như khi một cái nhịp rơi như thế này này, chắc chắn đây nó hình thành một cái downtrend rồi. Đây là chắc chắn chúng ta nhìn thấy một downtrend. Hôm trước cũng phân tích với anh chị về các cổ phiếu, về và đa phần rất nhiều cổ phiếu nó đang ở cái vùng phân phối, hoặc là nó đã có những cái tín hiệu SOW rất là mạnh. Do vậy mà để nhận định là thị trường quay lại rất là khó. Với các anh chị nhìn này, bán ra khối lượng thì cao ngút trời, ba phiên rũ này kéo lại mua lại rất là thấp như này, thì chúng ta xác định nó là một downtrend. Và để mà nó là một downtrend thì chúng ta sẽ quay lại khi mà nó hình thành một uptrend anh chị nhé. Đây là cái mũi tên này, về chúng ta lưu ý thôi nhé. Chúng ta phải chờ có một bùng nổ theo đà, hoặc là chờ nó giống như anh chị đây này, cái điểm này này, nó phải vượt lại MA 20, nó phải vượt lại MA 20 với cái khối lượng gia tăng, và nó test lại cái đỉnh gần nhất anh chị nhé. Chúng ta phải chờ mất khoảng vài phiên đấy. Nếu bùng nổ theo đà thì sớm nhất là phiên số 3, phiên số 4 nhé, thì chúng ta nên chờ. Bởi vì anh chị thấy là trước không có bùng nổ theo đà nhé. Thông thường thì thị trường bùng nổ theo đà nó từ ngày số 3 đến ngày số 11 nó sẽ phải bùng nổ theo đà rồi, ngày lấy đà rồi. Còn nếu nó không bùng nổ theo đà, thông thường thị trường hơi yếu, tức là nó không có cái sự đoàn kết, không có cái sự đoàn tụ, không có cái sự hội tụ trong việc nhất quán, trong việc là giải ngân để mua cổ phiếu. Tại sao mà chúng ta cần bùng nổ theo đà? Đó chính là một cái tín hiệu pháo hoa để cho biết các nhà đầu tư quay lại anh chị nhé. Thì khi không xuất hiện như vậy thì chứng tỏ là các cái dòng tiền mua vào nó không mạnh, hoặc là các cái dòng cổ phiếu không được mua vào mạnh, thành ra là nó bị yếu. Đấy, thì hiện nay chúng ta cần phải có cái bùng nổ theo đà anh chị nhé. Hoặc là nó sẽ quay lại MA20 này này, với khối lượng mà tốt thì nó xác nhận. Tất nhiên là cái việc chúng ta tham gia này, có thể thậm chí nếu chúng ta thấy các cái dòng cổ phiếu nó ổn thì có thể chúng ta tham gia sớm hơn. Nhưng mà cái ngày bùng nổ theo đà và cái ngày mà vượt MA20 với khối lượng tốt này thì nó chính là cái ngày mà nó xác nhận. Nó là cái xác nhận để chúng ta yên tâm trong một cái xu hướng lên. Đấy. Và ở đây sớm nhất thì các anh chị cũng có thể chờ cổ phiếu này nó test lại thì chúng ta mới tham gia nhé. Việc bây chúng ta vào chúng ta đuổi nó là rất là nguy hiểm. Mình giả định là có thể nó test lại, các anh chị test thì test là gì? Ví dụ thế. Test ở đây là được hiểu là nó lại kéo lên và nó bán ra. Đây như phiên này là test lại này. Các anh chị thấy đúng không? Đây là bản chất nhá, đây là một phiên bán ra này. Đây là một phiên test lại. Phiên này là phiên test lại của phiên này này. Và test như thế này thì gọi là test thất bại. Các anh chị thấy nó khối lượng rất lớn và nó bán thủng cả cái này, gọi là test lại, thất bại. Để xem nó kéo lên này, xong nó test lại. Thì cái phiên này gọi là phiên test lại thành công nhá. Tức là bản chất các anh chị thấy là khối lượng rất thấp. Đấy, bán ra rất ít, có 0,2%, thì đây là phiên test lại thành công. Tiếp kéo lên này. Nó test lại tiếp này, cũng khối lượng cao hơn một xíu nhưng vẫn lên được. Đấy, thì ít nhất là chúng ta phải chờ nó test lại anh chị nhé. Đấy, ít nhất chờ test lại thì có thể là các anh chị tham gia với những cái cổ phiếu dòng mạnh hơn và kiệt vôn thì có thể tham gia được. Còn nếu không thì chúng ta vẫn phải chờ ngày lấy đà, hoặc chờ ngày nó vượt quay lại MA20. Đó là cái cách đầu tư an toàn nhất anh chị nhé. Nhá, thì mình tóm tắt lại là chúng ta thị trường này hồi được á, là bắt buộc phải có bùng nổ theo đà hoặc là vượt lại MA20 khối lượng lớn. Tuy nhiên chúng ta có thể xem xét tham gia sớm hơn sau khi nó test lại thành công với những cái dòng cổ phiếu kiệt vôn. Chúng ta sẽ không mua bùng nổ nhé, chúng ta có thể tham gia cổ phiếu kiệt vôn nhé. Đấy, khi nó test lại và chúng ta chỉ giải ngân thăm dò thôi. Khi nó có những cái phiên bùng nổ theo đà thì chúng ta sẽ giải ngân tiếp theo, gia tăng. Đấy, thì các cổ phiếu ngày hôm nay thì các anh chị cho đến ngày hôm nay nhé, thì là đây là mình so sánh giá từ ngày 19 tháng 8 đến nay, thì là VN Index VN30 rơi là 4,7-5,1% rồi. Thì cái dòng nào mà rơi ít hơn thì được hiểu là khỏe hơn. Thì hôm trước mình chọn là lớn hơn bằng 0, nhưng nay mình chọn lớn hơn bằng -2 đi, -2%. Đấy, thì các anh chị nhìn thấy một số dòng mạnh hơn này, có một số cổ phiếu bất động sản này, một số cổ phiếu chứng khoán này, dịch vụ vận tải này, hóa chất này, vẫn là cái dòng mà chạy trước mình nói là nó chạy nước rút được rồi, là dịch vụ vận tải này, với lại một số cổ phiếu phân phiếc này, đúng không, hóa chất này, đấy, một số cổ phiếu về thực phẩm này, và một số cổ phiếu về vật liệu xây dựng, thiết bị vật liệu xây dựng này, có hai cổ phiếu thép. Thì đây là những cái dòng cổ phiếu chúng ta có thể lưu ý.
Các anh chị có thể nhìn ở đây các cái cổ phiếu tốt mạnh nhất này, tốt nhất này. Nó là cách mà chúng ta để nhìn dòng đấy. Đấy, dòng nào mạnh hơn thì các anh chị thấy là bất động sản này thì cũng không mạnh nào, vì nó có ít thôi. Chứng khoán có một số cổ phiếu, vẫn là hóa chất này. Đấy. À, có một số cổ phiếu thép và xây dựng. Đấy thì chúng ta nhìn đi nhìn lại, chúng ta sẽ lọc ra được các cái dòng mạnh, lát chúng ta sẽ phân tích các cái dòng đấy anh chị nhá. Đấy, tiếp các anh chị có thể nhìn vào đây. Cái trung bình tăng này này. Kể từ cái ngày đấy thì các anh chị thấy lớn bằng -2% đấy. Tôi xin lỗi. -2 -2. Đúng rồi, -2. Đấy, -2 thì thấy dòng chỉ có chứng khoán thôi. Khai thác than. Nhiều không nhỉ? Lớn hơn là bằng -2, mình làm lại. Chứng khoán. Khai thác than. Các chị thấy rất nhiều dòng rơi rất là mạnh, nó rất là sát nút, cái này chắc phải lớn hơn hẳn -4%. Đấy, thì có một số cổ phiếu hỗ trợ kinh doanh này, chứng khoán này, dịch vụ vận tải này, hóa chất chuyên dụng này, đấy, thực phẩm và xây dựng và thép anh chị nhá. Đấy thì chúng ta sẽ phân tích các cái dòng đấy, chúng ta tập trung nhiều hơn các cái dòng đấy. Thì anh chị có thể tham khảo cái file này, các anh chị có thể phân tích cả các cổ phiếu kiệt vôn cơ, cả các cổ phiếu bùng nổ này. Đấy, cổ phiếu bùng nổ như này vẫn xảy ra ở các cái dòng, một số cổ phiếu bất động sản này, một số cái dòng hóa chất, hóa chất này, than, thép và xây dựng, xây lắp. Đấy thì chúng ta vẫn trong quay cái dòng này thôi, thì anh chị tham khảo để anh chị nghiên cứu. Thì mình sẽ đi vào phân tích các cái dòng anh chị nhé. Nói chúng ta chỉ ra được một số dòng mạnh rồi, ví dụ như là dịch vụ vận tải này, ví dụ như là dòng hóa chất này, hóa chất cơ bản và hóa chất đạm điếc này. Đấy, hóa chất, một số cổ phiếu về xây dựng này. Đấy, dòng chứng khoán thì cũng ít rồi, cũng yếu đi nhiều rồi. Đấy, một số cái dòng đấy chúng ta sẽ phân tích để đánh giá xem sao. Thì mình sẽ trở lại đây để mình phân tích cùng với anh chị về các cái cổ phiếu trên Amy Broker. Mình sẽ đi các cái dòng chính nhé. Anh chị thấy không? Đây, bán lẻ tổng hợp thì là có DGW, anh chị thấy sau khi một uptrend thì hôm nay bán ra này, xong rút kéo lên ngay lớp gap của ngày hôm trước, và lớp gap đứng ở phía trên của cái vùng tích lũy cũ. Như thế này thì là vẫn chưa nói đến điều gì nhé anh chị nhé. Bản chất kể cả đây là một giai đoạn phân phối thì nó vẫn có cái hình dáng kiểu này, một uptrend cộng một down, chưa nói đến điều gì nhé, vẫn rủi ro, rất là rủi ro. Đấy, thế di động nhé, sau khi xuất hiện một số SOW thì hai phiên hồi phục rất là yếu như thế này thì nó vẫn hoàn toàn có khả năng rơi tiếp. Chúng ta chưa nói lên gì được. Chúng ta đừng có nói đây là cổ phiếu cân bằng mà chúng ta mua vào sớm, nó rất là nguy hiểm anh chị nhé. Nó có thể cân bằng, nhưng mà cái xác suất cân bằng ở đây mà nó đi ngang ở đây này, nó chỉ chiếm được khoảng 30% thôi. Còn 70% nó vẫn là xác suất rơi. Chúng ta chưa thể chờ thấy được. Sau khi cân bằng xong nó phải có các cái hoạt động test ở đây này. Các anh chị phải chờ, nó phải có cân bằng này, phải test này, và phải SOS thì nó mới lên được nhé. Tham gia đây là quá sớm, rủi ro đấy. Test lại thế này. Đấy, sau hai phiên bán ra thì nay mua lại khối lượng thấp, chưa nói đến điều gì nhé, vẫn rủi ro. Cổ phiếu lạnh thế này, FLT này, rũ này, mua lại khối lượng thấp này, hôm nay bán ra khối lượng thấp này, thì như thế này thì được hiểu là nó đang ít cái lực bán thôi, cũng chưa thể nói là nó lên được anh chị nhé. Bản chất hôm nay này nó cũng là một phiên test của cái phiên này, test của phiên này này, nhưng mà test này là test thành công của xu hướng đi lên, nhưng mà cần nữa thì chúng ta vẫn cần phải có một SOS, tức để mà tham gia được nhé thì các anh chị phải cần có một gì, SOS và cộng với một test. Đấy, các anh chị phải có hai cái đấy thì các anh chị mới an toàn để các anh chị tham gia. Còn bây giờ như này là 60-40 nhé, 60% rơi. Bất động sản thì một số cổ phiếu vẫn lên được cái này. Đấy, như là cái thằng này không nói, NRC này thì cổ phiếu xuống không nói nhé. IDG nó vẫn xuống lên được này chị nhé. PC3 này thì vẫn lên được nhé, nhưng mà đoạn này nó có vẻ bo cung nhiều quá. Anh chị nhìn khối lượng cứ bằng chằn chặn như này này. Rồi bây giờ thì rơi nhá, nó vẫn tích lũy nhưng mà chưa tham gia được. BI này thì rơi. SGS này, thủng MA20 này, hôm nay khối lượng cũng có sự giảm này và kéo lên nhẹ, chưa nói lên điều gì anh chị nhá. Rồi HDC cũng thế này, sau mấy phiên SRW này thì hôm nay mua vào khối lượng thấp.
chúng ta không nên tham gia sớm nhé. Bản chất là sau rất nhiều cái SOW này thì nó phải có một số SOS thì nó mới xác nhận lại được. Còn hôm nay bản chất nếu mà chúng ta coi đây là một giai đoạn phân phối thì nó vẫn đúng nhé. Mà chúng ta coi đây là giai đoạn tích lũy thì nó cũng vẫn đúng. Bởi vì sao? Sau khi nó rơi thì đương nhiên nó có quyền cân bằng lại mà. Nếu chúng ta không cho nó cơ hội thì bản thân chúng ta như thế là chúng ta đang bảo thủ. Nhưng mà nếu mà kết luận nó là phân phối hay tích lũy ở đây thì không đủ cái cơ sở ấy chị nhé, bởi nó vẫn là tín hiệu yếu. Tương tự thằng này cũng thế này, hai phiên mua lại khối lượng thấp này, nó chỉ là phanh lực bán thôi. GC cũng thế nhá, đấy, PDR cũng thế nhá, tham gia lại là sớm. Test này, này test thêm một phát nữa, test lại cái vùng đáy cũ đây, các anh chị thấy đúng không? Các anh chị thấy mình vẽ cái hộp, cái hình hộp, cái bóc của cái vùng sideway này, đa phần đều loanh quanh ở mé dưới đúng không? Ở cái vùng hỗ trợ bên dưới. Hải phát này thì vẫn lên được nhưng mà cổ phiếu bé. KBC này thì cũng dưới cái vùng này, dưới cái vùng kháng cự nhé, thì chúng ta chưa tham gia gì cả. Nói chung là các cái cổ phiếu này thì vẫn là xu thế xuống là chính anh chị nhé, kể cả nhà Từ Liêm thế này. Một khi bán ra thì hai phiên này hồi lại nhẹ thôi, gọi là cạn cái lực bán, nhưng không có nghĩa là người ta không bán tiếp, chưa đủ cái dấu hiệu để xác định quay lại thị trường. Đấy. TG nhé, TG thì cũng thế, người bán ra rất kiệt vốn, có 221.000 thôi. Nói chung là dòng bất động sản thì thấy cũng hãm khá tốt anh chị nhé. Đây, kể cả đích này nhá, sau khi về đây này, nên mua lại trần luôn, 69%, khối lượng thấp. Thì ở đây thì cũng chưa nói đến điều gì nhé, nó đang ở mấp mé ở dưới bờ vực này thôi, thì gọi là chuyển vị rơi. Nếu mà đoạn này mà nó không phanh được, nó rơi là rơi nặng đấy anh chị ạ. Đoạn này rơi là rơi nặng. Nhá, thị trường ở đây này mình sẽ quay lại trở lại VN30 cho anh chị xem. Tức là ở giai đoạn này nó đang mấp mé ở đây này. Nhá, nếu mà nó rơi á là sẽ rơi sâu, bởi vì các cổ phiếu đều mấp mé hết. Đấy. DHD này xuống nhá. Lại xuống nhá, là TC Khang Điền nhá, xong với phiên bán ra thì hôm nay mua lại khối lượng thấp nhá. Chắc là cái này phải mở rộng ra một chút anh chị nhé. Coi như nó rơi khỏi cái vùng này, phải mở rộng cái này ra. Cũng chưa nói lên điều gì cả nhé. Chúng ta đều phải chờ hết. ASM thì vẫn xuống. Hôm nay kéo lại nhé. Kéo lại MA20 rồi. À, mình chia sẻ với anh chị một chút cái chỉ số ngành mà mình hay phân tích hàng ngày ấy. Anh chị nhìn thấy đây chỉ số ngành, cái số lượng cổ phiếu tốt á. Hiện nay nhá, hôm nay là nó có sự nở rộng so với ngày hôm qua. Điểm số tăng rồi, các cổ phiếu nở rộng tăng rồi, hôm qua là có 262 thôi, hôm nay lên 286 rồi. Tuy nhiên như thế này chúng ta quay lại là nó quá sớm nhất. Thông thường các anh chị sẽ quay lại ở những cái phiên mà bao giờ cái này nó vượt lên cái đường trung bình như này, ví dụ như phiên này này. Đấy, ít nhất là nếu tham gia sớm á. Nếu tham gia sớm thì chúng ta phải chờ nó test lại. Và thứ hai là số lượng cổ phiếu tốt nó phải nở rộng ra nhá. Như thế này thì là chưa đủ cái cơ sở đâu. Ok, mình trở lại đây. Cái dòng bất động sản thì nó đang ở bờ vực thôi. Cái vích viếc lại thế nhé. Ok. À, phần mềm phần cứng này. CMG này, sau mấy phiên bùng nổ này lại bắt đầu bán ra. Thằng này thì vẫn có thể khả năng lên được, xu có thể lên được. ITD này các anh chị thấy này, sau SOW vài phiên này bắt đầu kiệt dần thì có thể nó sẽ tích lũy lại nhé. Nếu khi nó kiệt lại, tích lũy lại. FPT thế nhé, nó vẫn một xu xuống hôm nay và xuống nhưng mà không có, nó gọi là no supply chị nhé, tức là nó cũng đã cạn dần cái lực bán dần đi rồi nhé. Thì như thế này thì không có nghĩa là nó sẽ lên, nó vẫn có thể bán tiếp, chẳng qua là đối với phiên ngày hôm nay thì nó giảm cái lực bán thôi. Chứng khoán nhé chị nhé, chứng khoán ở đây mấy cái cổ phiếu mạnh tăng mạnh thì đều là những cổ phiếu nhỏ ở phía trên hết. Đấy, chị nhìn BMS này. Đấy, sau một số phiên chạy rất mạnh như chạy nước rút ấy, thì nó bắt đầu hôm nay bắt đầu bán ra nhé. Hôm qua chứng khoán bán ra thì nó vẫn kéo được, nên nó bắt đầu bán ra rồi. Everest này thì chắc nó cũng chả đẹp. Nhìn đây thì nó vẫn lên được, vẫn có thể lên được nhưng nó không đẹp. Đấy, cổ phiếu này cũng thế này, vẫn có thể lên được, bán ra vẫn có thể lên được nhưng không đẹp. Đấy, CTS nhé, Uptrust này, mua lại như thế này này,
Bản chất như chị nhé, nó đây cái after hôm qua nó đang là một tín hiệu SOW à, như thế này chưa đủ để nó reset lại chị nhé, kể cả nó ở phía trên của cái vùng vùng kháng cự nhé. Cổ phiếu khi mà nó phân phối nó rơi á, nó sẽ rơi từ cái phần vùng kháng cự này, nó rơi thẳng xuống chứ nó không phải nó rơi từ chỗ cái vùng này đâu. Chúng ta sẽ nhìn thấy rõ nét ở hai phần, bao giờ mình cũng gọi là chứng khoán đi lên hay xuống á, nó sẽ có hai cái vùng anh chị nhé. Trên này gọi là thiên đường này, dưới này là địa ngục này, đây là trần gian này. Khi nó sẽ vượt qua cái vùng này nó sẽ lên thiên đường, và thứ hai nó rơi qua vùng này nó sẽ xuống địa ngục này. Kể cả nhé, nó một khi nó rơi rơi từ cái cửa thiên đường xuống tận địa ngục luôn nhé anh chị nhé. Tức là chúng ta có thể phát hiện ra từ đây rồi, có thể phát hiện ra từ đây được rồi. Tất nhiên là cái việc xác nhận chính thức thì chúng ta phải thấy nó sau khi nó rơi ở đây, nhưng ở đây thì có thể phát hiện ra được phần nào. Đấy, BHBS thì vẫn có thể lên được, một số cổ phiếu chứng khoán bé bé thì vẫn lên được nhé. Đây là ấy này, Upthrust này. Hôm nay Upthrust này. Đây mình sẽ bỏ cái xu hướng lên đây, vì các cổ phiếu chứng khoán này, các cổ phiếu nhỏ nhỏ này thì vẫn có thể lên được, nhưng mà cũng rủi ro. BVS này, Upthrust này, mua lại trên MA10 này, thì những cổ phiếu như này vẫn có thể lên được anh chị nhé. BVS này vẫn có thể lên được. FTS thế nhé, em lại kéo lên tốt. Nói chung mấy cổ phiếu chứng khoán này vẫn có thể lên được. Cổ phiếu này thì rủi ro hơn này. Đi này, Upthrust này, bán ra thủng MA10 rút cho lên này, như này thì nó vẫn có khả năng lên được. SSI nhé, SSI đây là một bán ra từ cái vùng kháng cự nhé, nay rút lên trên MA10 khối lượng thấp như này chưa nói lên điều gì nhé. Nói chung là trong cái nhóm chứng khoán á, những cái cổ phiếu nhỏ nhỏ này thì vẫn có khả năng lên được, còn cái nhóm to to này thì là xấu hơn. VIX này thì xuống này, VDS này thế này, nay kéo lên khá tốt. HCM nhé, kéo lên trên MA20 nhưng vẫn dưới MA10. Bản chất nó vẫn là những tín hiệu yếu nhé. Dòng chứng khoán những cổ phiếu nhỏ nhỏ thì nó đang thể hiện là mạnh hơn, các cái cổ phiếu lớn thì nó sẽ thể hiện yếu hơn. Đấy, VND nhé, VND hôm qua này rung lắc này, thủng MA20 ngày hôm nay kéo lên trên MA20. Còn quá sớm để mà nói nó lên được hay không nhé. Thực ra ở đây dòng chứng khoán là cũng 50-50, 50-50 là 50% rơi và 50% mới có thể lên được. Đấy, ok, mình sẽ chuyển qua cái nhóm vận tải này, các anh chị thấy này, ví dụ như GMD này. Đấy, các anh chị thấy sau khi nó chạy được một nền nhé. Đây là nó rũ nhá, nó rũ nhá, test lại nhá, rũ nhá. Bắt đầu kiệt rồi, thì có thể nó sẽ test lại và có thể nó sẽ lên được. Thì nếu anh chị nào mà quan sát á, thì có thể quan sát cái dòng về vận tải này, mình thấy là khá là đẹp này, khối lượng bắt đầu kiệt dần này. Tất nhiên chọn một số cổ phiếu đẹp thôi. Ví dụ mấy cổ phiếu này thì nó linh tinh quá, MHC này thì nó đang xuống thì không tính. Đấy, HAH này, chạy nước rút này, bán ra này, kiệt vôn nhé. Cổ phiếu này thì có thể HAH với GMD thì có thể vào quan sát đấy anh chị nhé. Các anh chị đừng có nói là cổ phiếu nó lên nhiều rồi nó không lên được nữa. Cổ phiếu lên nhiều rồi vẫn có thể lên được nữa nhé. Chúng ta phải quan sát những cái dòng mạnh như thế này, xứng đáng hơn là những cái cổ phiếu khác. Đấy, TCL lại thế này, khối lượng kiệt này. Đấy, chung dòng vận tải có thể quan sát được. Sản phẩm này thì là khối lượng cũng có vẻ kiệt này, nhưng mà nó lỏng quá, rất lỏng. Hóa chất chuyên dụng này chị thấy này, DCM này hôm nay thủng xuống MA20 rút xong kéo lên này, bóp mé này, thì những cổ phiếu như này nó khối lượng nó cũng giảm dần này. Những cổ phiếu như này nó sẽ có khả năng tích lũy lại được nha chị nhé. Những cái dòng mà hai cái dòng chạy vừa rồi á, dịch vụ vận tải với lại hóa chất chuyên dụng này, đạm phân này, mọi người hay gọi là phân đó. Đấy, như này kiệt này. Đấy thì có thể quan sát. BFC thì nay thủng rồi nhé, nhưng mà khối lượng thấp, thì bản chất hôm nay có thể gọi là một phiên check out nếu ngày mai nó mua lại nhé, thì cũng quan sát thôi, chúng ta quan sát. Còn nhựa này thì vẫn lên được nhé, DDV này thì hai phiên bán ra nó vẫn có thể lên được. Cổ phiếu này là LTG trong vùng tích lũy. PLC thì rơi khỏi nền này, nay rơi khỏi 120 kéo lên, chúng
cũng yếu đi nhiều rồi. Đấy, DGC thì vẫn lên được anh chị nhé. Ngân hàng thì các anh chị thấy là yếu nhá. Sau những cái tín hiệu bán ra rất là mạnh, SRW thì nó này mua lại rất là khối lượng rất là thấp, hai phiên này dự phòng là mua lại thấp này. Đấy, rất là thấp luôn. CTG thì vẫn là thủng nền nhé. Chung là dòng ngân hàng này giờ lại yếu à, rơi mạnh quá. Đấy, có NVB là giữ được nền thôi. Còn mấy cô này rơi hết này. ACB này mua lại một khối lượng có xíu xíu này, rất là thấp. Ở phía mấp mé này luôn nhé, chỉ rơi quá là chết luôn. Chúng ta phải rất là cảnh giác nhé, các anh chị mà mua vào những cái dòng ngân hàng ngân hiếc này là đi viện nặng đấy, nguy cơ đi viện nặng đấy. Dòng thực phẩm nhé, anh chị thấy có này, BNA này thì nó vẫn lên này, nó bò lên đều này. QNS này, hôm trước có mấy bạn mua được cái cổ phiếu này này, thấy nó bò lên tốt. Masan thì sau mấy phiên rũ này thì mua lại này, hôm nay mua lại vượt cả MA10 cả MA20 rồi, nhưng mà khối lượng thấp như này thì cũng chưa nói lên điều gì nha chị, nó hoàn toàn có thể bán lại khối lượng cao hơn được đấy, chưa nói lên điều gì cả. Đấy, AAV này thì có thể lên được. Đấy, hết rồi, cuối cùng sau lại yếu hơn. Thép nhá thì là có VGS, thì các bạn thấy sau khi chạy nước rút thì nó bắt đầu rơi đúng không, rơi. NKG thì hôm nay mua lại nhé, sau khi đến đây này nó phiên bán ra này, cũng có thể là cổ phiếu này nó sẽ lên được nhé. Như thế này thì nó vẫn là tích cực đấy. Đây là một SOW nhưng mà hai cái phiên này nó bán ra kiệt vôn, thì đây nó là một cái SOS nhé. Thì cổ phiếu này thì giữ cái quan điểm là trung lập, có thể lên được. Đấy, TN TVN này thì ở phía dưới không tính. TLH thì hôm nay kéo lại một chút, thuộc trên MA10, khối lượng lên một chút xíu thì cũng chưa rõ nét. SMC thì này kéo lại nhé, khối lượng thấp. Này trần đấy, 6,9%. Đây các chị này, đây là cái mục tích lũy của nó này. Các chị nhìn thấy này, bán ra ba phiên bán ra này, kiệt cái lực bán này, thì đây là cái phiên SOS đầu tiên, có thể gọi nó là phiên SOS đầu tiên. Chưa nói nên điều gì nhé, nó vẫn có thể test lại và nó vẫn có thể dụng anh chị nhé. Nói chung là nên vẫn phải chờ. Đấy, Hòa Phát thế nhé, hai phiên này mua lại khối lượng rất là thấp thì nó vẫn là SOS, là vẫn là ngự trị, SOW vẫn là ngự trị nhé, xuống vẫn là chính nhé. HMC này thì lên đây rơi xuống, nên mua lại khối lượng thấp. Trên MA20, dưới MA10, chưa nói nên điều gì. Đấy thì dòng thép này có tín hiệu dục dịch, có thể quay lại nhé. Còn chúng ta chưa tham gia được. Một xây dựng xây lắp thì có TGG này vẫn lên này, PHC này vẫn lên này, đấy, G36 này vẫn lên được này, HTN này có thể lên được nhưng mà yếu nhá, mấy cổ phiếu dưới này yếu hơn. Công trình Viettel sau khi có một cái phiên check out anh chị nhá, nếu đây là một nền tích lũy nhá thì đây là check out và đây là mua lại này, thì chúng ta sẽ phải chờ tiếp theo xem sao. Đó thì cơ bản là nói chung là rủi ro lắm, thị trường này rủi ro lắm anh chị nhá, vẫn rủi ro lắm. Cái việc chúng ta quay lại là rất là quá vội vàng nhé. Bản chất là thị trường nó hoàn toàn nó có thể test lại, mà nó test thủng thì là nó sẽ đi viện anh chị nhé, test thủng sẽ đi viện tiếp tục đi viện. Còn nó test không thủng thì chúng ta bắt đầu quan sát để chúng ta xem chúng ta có thăm dò vị thế hay không anh chị nhé. Đó thì mình cũng vừa hoàn tất cái việc là phân tích thị trường ngày hôm nay và một số nhận định, chia sẻ một số kịch bản trong cái thời gian sắp tới, một số kịch bản về đầu tư, phân tích các cái dòng cổ phiếu mạnh yếu, thì hy vọng là phần nào sẽ cũng chia sẻ được những cái thông tin để bổ trợ cho quá trình đầu tư của các anh chị. Đấy, thì các anh chị like kênh, chia sẻ like video và chia sẻ video đến những người quan tâm. Ok, cảm ơn các anh chị. Các anh chị đừng quên subscribe kênh để nhận các bản tin mới nhất anh chị nhé. Ok, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại.